Cát Linh và Trân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị đến với bản tin tối thứ hai 28 tháng 9 với một số tin tức đáng chú ý. Đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam bị cấm xuất cảnh đi dự hội nghị tôn giáo khu vực. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hạ lãi suất tiền gửi đô la Mỹ về xuống gần 0%. Kính thưa quý khán thính giả, đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam Chánh trị sự Hứa Phi, người được mời tham dự hội nghị tôn giáo khu vực trong tuần này, hôm nay bị cơ quan an ninh cấm xuất cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất. Chánh trị sự Hứa Phi vào lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày 28 tháng 9 cho Đài Á Châu Tự Do biết về sự ngăn chặn xuất cảnh mà theo ông là vi phạm cam kết của chính quyền Việt Nam với quốc tế về quyền tự do đi lại của công dân. Nay tôi được sự ủy nhiệm của Hội đồng Liên tôn Việt Nam ủy nhiệm cho tôi đã đi qua Bangkok để hội nghị về vấn đề tự do tôn giáo cho khu vực qua Thái Bình Dương. Sau đó tôi đi đúng giờ bay, đến khi mà đi ra ngay cửa khẩu Tân Sơn Nhất á, thì công an của sân bay đó, người ta nói tôi là thuộc về cái diện gọi là an ninh, cho nên người ta không cho tôi đi. Vậy tôi hỏi an ninh là an ninh như thế nào, tôi an ninh tại sân bay này hay là tôi thật thuộc trong cái diện nào, thì ông nói rằng là an ninh toàn bộ, như là về cái vấn đề an ninh quốc gia. Thưa quý vị, Chánh trị sự Hứa Phi cho biết theo thư mời thì ông sẽ sang Bangkok tham dự hội nghị từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 và sẽ trở về Việt Nam. Thư mời cho biết báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng tiến sĩ Heiner Bielefeld chủ trì hội nghị. Hội luận gia quốc tế Diễn đàn Châu Á về Nhân quyền và Phát triển cùng với Bo People SOS đồng tổ chức hội nghị này. Thông tin cho biết vào tối ngày 1 tháng 10 tới đây, tiến sĩ Heiner cũng chủ trì buổi hội thảo tại câu lạc bộ báo chí quốc tế tại Bangkok để trình bày về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng ở khu vực Đông Nam Á. Trong lĩnh vực kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ra quyết định hạ lãi suất tiền gửi đô la Mỹ về gần sát 0%, một động thái được cho là nhằm đối phó với xu hướng tích trữ đô la Mỹ trước sự bấp bênh của đồng tiền Việt Nam. Theo thông báo chính thức của Ngân hàng Nhà nước, kể từ hôm nay 28 tháng 9 năm 2015, lãi suất cao nhất trả cho các cá nhân gửi đô la Mỹ tại ngân hàng chỉ còn 0.25%, còn các tổ chức thì không được hưởng lãi khi gửi đô la vào ngân hàng. Trước đó, người dân gửi tiết kiệm bằng đô la Mỹ được hưởng lãi suất 0.75%, còn các tổ chức được hưởng lãi suất 0.25%. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng được báo chí trích lời mô tả quyết định cắt giảm lãi suất tiền gửi đô la Mỹ là nhằm nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của đồng tiền Việt Nam. Tuy vậy, theo giới chuyên môn, việc hạ lãi suất tiền gửi đô la Mỹ cũng có thể khiến doanh nghiệp đẩy mạnh vay đô la Mỹ thay vì bán ra. Việc huy động đô la Mỹ của các ngân hàng sẽ giảm, hệ quả là đến hạn trả nợ vay đô la, nhu cầu ngoại tệ sẽ tăng lên và có thể ảnh hưởng vay nợ nước ngoài bằng đô la. Tiếp tục phần tin tức tối này, thưa quý vị, khoảng 1 giờ đồng hồ trước đây, phiên nhóm thường niên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chính thức khai mạc. Nhiều vấn đề sẽ được các nhà lãnh đạo 193 nước hội viên trình bày trong những bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng. Trong đó, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo là những điều được nói đến theo đúng với thỏa thuận đạt được ở Thượng đỉnh Phát triển Bền vững mà Liên Hiệp Quốc tổ chức kéo dài 3 ngày vừa kết thúc hôm Chủ nhật vừa rồi. Ở thượng đỉnh lần này, các nguyên thủ và đại diện của những nước thành viên thông qua kế hoạch 2030 sẽ được thực hiện trong 15 năm tới cho mục tiêu cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn như chủ đề của Đại hội đồng năm nay. Về mặt chính trị, tin đang được chú ý đến là tin liên quan đến cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga hiện đang có mặt tại New York để dự phiên nhóm khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và tính từ cuối tháng 6 năm 2013 đến giờ, đây là cuộc gặp mặt đầu tiên mang tính chính thức đầu tiên giữa hai tổng thống Barack Obama và tổng thống Putin, không kể những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mang ý nghĩa của những cuộc gặp bên lề giữa hai ông khi cùng dự các hội nghị quốc tế. Thưa quý vị, tin Tổng thống Obama đồng ý gặp Tổng thống Putin được Nhà Trắng công bố từ hôm thứ Năm tuần trước, cho biết là do phía Nga yêu cầu và theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng George Arnest, điều này chứng tỏ Moscow
thấy rất cần phải có cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Các giới chức Nhà Trắng cũng cho hay trong cuộc thảo luận, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ nói đến việc Nga can dự vào tình hình Ukraine, đưa võ khí vào Syria giúp chính quyền Bashar al-Assad là những điểm khiến cho quan hệ đôi bên gặp khó khăn. Hôm qua khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Mỹ ABC, bà đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói rằng đồng ý gặp gỡ không có nghĩa là chính sách cô lập mà Hoa Kỳ đang thực hiện với Nga sẽ chấm dứt. Về phía Nga thì Tổng thống Putin cũng cho đài truyền hình CBS biết rằng việc Hoa Kỳ yểm trợ cho lực lượng nổi dậy Syria chống lại chính quyền Assad al-Assad là hành động bất hợp pháp, trái với nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế và những điều được ghi trong bản hiến chương Liên Hiệp Quốc. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Cát Linh và Trân Như xin kính chào tạm biệt.